Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cảm ơn các cơ quan lãnh sự, các tổ chức quốc tế, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Ông cũng tiếp tục khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn là điểm đến thân thiện cho các nhà đầu tư. Với vị thế và tiềm năng, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang dẫn đầu trong cả nước về phát triển kinh tế, là điểm đến đầy triển vọng cho các nhà đầu tư. 8 tháng đầu năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 8,2%. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 22 cơ quan lãnh sự của các nước, nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ. Mối quan hệ giữa thành phố với các đối tác nước ngoài ngày càng được mở rộng.